tham gia thiếu nhi. Có gì tôi xin an xin được phép bắt đầu. Hôm nay bác Hồ phải đi công tác xa nên anh giám bộ gặp cô giáo đã bị bắt đi. Anh giám bộ nói đi lúc nào về thế ạ? Bác đi công tác xa nhưng sẽ về sớm. Cô giáo nói đi nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng cháu sẽ gửi thư cho bác. Sau đó bác dặn dò bà điều các cháu ở đây thay thế bác chăm sóc các bé thiếu nhi một thời gian nhé. Bác đi nhanh sẽ về sớm với các cháu. Bác định đi thì có một cô bé chạy ra và nói bác đi công tác có thể mua cho cháu một chiếc vòng được không ạ? Bác Hồ đáp cháu ở đây ngoan ngoãn nghe lời cô và các chú cán bộ, khi nào bác về bác sẽ mua cho cháu một chiếc vòng. Rồi bác cũng tạm biệt mọi người và bắt đầu chuyến công tác của mình. Cũng đã 2 năm trôi qua, hôm nay đột nhiên bác về khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Anh giáo bộ và cô giáo đi ra hỏi thăm bác. Bác đi có ăn uống đầy đủ không ạ? Bác đi có giữ gìn sức khỏe không ạ? Bác ngồi đáp bác vẫn khỏe. Bỗng bác lấy từ túi mình một chiếc vòng và đưa cho cô bé nói đây là chiếc vòng mà cháu hết bác tặng cháu. Cô bé nói cháu cảm ơn bác. Bác Hồ đáp. Cô giáo nói vậy bác vẫn còn nhớ lời hứa 2 năm trước ạ? Bác Hồ đáp đúng thế bác vẫn nhớ. Anh giám bộ nói cháu hãy trả chiếc vòng lại cho bác đi. Bác Hồ lại nói tiếp cháu nói xin bác vô cảm phải lại đây cũng là lời hứa của bác với cháu ấy và bây giờ là lúc thực hiện lời hứa đó. Qua câu chuyện trên, chúng em thấy bác Hồ dù đi xa cỡ nào vẫn nhớ lời hứa của mình với các bé thiếu nhi. Câu chuyện của chúng em đến đây là kết thúc.